Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con Amply có model là The Nong PMA 2000 RE. Đây là dòng Amply cao cấp đến từ hãng The Nong Nhật Bản. Được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng pha tí ánh hồng. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, line new, không tì vết, không vết xước, không vết lông mèo. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản và hoạt động hoàn hảo. Máy về bao gồm một sợi dây nguồn zin và một cái khiển zin. Các bạn có thể chỉnh phun chức năng. Dòng này cái khiển của nó là khiển nhôm nha các bạn. Khiển nhôm các bạn cầm rất chắc tay, vừa tắt máy mở máy, các bạn có thể tăng giảm volume và các bạn có thể sử dụng là chuyển ngõ. Bên cạnh đó là các bạn có thể sử dụng cho những đầu CD The Nong đời nghe các bạn, đặc biệt là sử dụng cho những đầu CD The Nong đời mới vì nó có cái nút sụt để các bạn chuyển chức năng giải mã ha. Được thiết kế rất bắt mắt, rất sang trọng. Dòng 2000 RE được sản xuất vào năm 2012, kéo dài cho tới năm 2015. Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất khủng là 360W, đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Như video cách đây một tuần mình cũng đang bán một con, thì con đó mình đã bán về Vũng Tàu nghe bạn. Hôm nay mình về cũng là con này, xinh đẹp xuất sắc, line new, không tì vết nghe các bạn. Con này đẹp hơn con rồi rất nhiều nghe các bạn. Chất âm của dòng The Nong PMA 2000 RE thì chất âm đặc biệt hay. Đó, nó ghép được nhiều dòng loa Nhật, Mỹ, châu Âu. Tiếng bass nó rất mạnh mẽ, uy lực. Mid, treble đều ba dải và nó rất mềm mại, chi tiết nha các bạn. Với kích thước chiều ngang là 43,4cm, bề cao 18,1cm và hậu sâu là 43,5cm. Dòng này đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 80W. Nếu loa của các bạn có trở kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 160W. Tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được tất cả các dòng loa có bass từ 30 thậm chí 40cm. Thì dòng 2000 RE này đánh rất tốt nha các bạn. Các bạn có thể ghép những dòng bow từ 101 tới 901. Các bạn ghép những dòng loa Nhật, Mỹ, Nga, local, bookshelf, châu. Những dòng pin Dubtanoid đều đánh rất tốt nha các bạn. Sau đây mình test các chức năng cho các bạn xem. Volume cầm rất chắc tay, ở giữa nó có một cái khứa. Và dòng này nó tích hợp thêm cái mạch Ultra High Current Mode, mode viết tắt là MOSFET, dòng này chạy sòng MOSFET. Đây là mạch bán dẫn dòng cao của hãng The Nong, nó chịu đòn rất tốt. Nên các bạn có thể sử dụng như một amply nghe nhạc. Bên cạnh đó các bạn dùng để hát ok trong không gian gia đình rất tốt. Nhìn vào tổng thể các bạn sẽ thấy dòng RE là nó bỏ đi cái nút là Red Out Selector ha các bạn ha. Những dòng AESE thì có một cái nút Red Out Selector nằm đây. Và bên này cái nút của nó là nút Power Amp Red, thì nó bỏ hai nút bên này luôn. Nên các bạn nhìn những dòng 2000 RE hoặc là 1500 RE là sẽ thấy khác biệt. Bên này chỉ có nút Input Selector thôi. Bass đây bạn. Mạnh mẽ. Treble nè bạn. Rớt len keng bạn. Ba lăng. Cái này sụt direct bạn ứng vào là không chỉnh bass treble được. Các bạn sử dụng cái đường power arm red, khi các bạn kết nối cái đường power arm red á thì khi đó amply này không có phần rề. Nó giống cọc đẩy công suất nên các bạn kết nối đường power arm red này để hát ok, lực đánh rất mạnh mẽ nha các bạn. Ngõ vào thì các bạn có thể sử dụng trên khỉ hoặc các bạn có thể xoay vòng nghe các bạn. À, tức rất đẹp các bạn. Cạnh đồ là không tì vết nghe các bạn. Ở trên của nó nắp sơn rin cũng là không đầy xước, không cấn móp. Mình đã tháo những ốc nó ra nè bạn. Hai bên được thiết kế là hai lớp nhôm rất dày nghe các bạn. À, rất đẹp. Cũng không đầy xước, không cấn móp nghe các bạn. Rồi mình quay mặt sau cho các bạn xem luôn. Nhìn tổng thể mặt sau con này các bạn thấy nè, không có điểm chê ha, rất là mới luôn. Đập vào mắt là các bạn thấy những ngõ rời xa input á, là không có dự ấm rút nha các bạn. Đó các bạn nhìn. Photo CD Tuner Out Network 1, đường Recorder 1, Recorder 2, không có dự ấm rút. Ở đây có đường Re Out, đường Power Arm Red, các bạn sử dụng Re hoặc là Power. Ở đây điểm tiếp mát, đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Các bạn nhìn cặp loa rất vàng các bạn.
Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trực kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh bi-quai, tức là các bạn ghép những dòng loa hai cầu, cầu trên cầu dưới, thì phù hợp loa có trực kháng từ 4 tới 16 ohm. Thông tin N5PMA2000RE IC 100V và 360W, số series là 2533 đuôi, được sản xuất vào năm 2014. Dây nguồn zin và dây nguồn rời ngang bằng. Ở đây có một IC OLED với total là 360W. Nhận đầu CD giải mã lọc xì, các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Rất đẹp các bạn. Rồi, sau đây mình quay nội thất cho các bạn xem. Các bạn chờ mình trong giây lát, mình mở nội thất cho các bạn xem. Rồi, nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy hai biến áp nguồn này các bạn, rất đẹp các bạn. Rất mới luôn, ngóc ngách là sườn sắt, là các bạn nhìn là trắng phao, bao mạch tín hiệu phần rề nằm phía trước nè. Đây còn bụi thôi nghe bạn, mình chưa vệ sinh luôn các bạn, bụi rất nhiều nè ha. Tăng phô cũng vậy, có bụi rất nhiều. Đó các bạn thấy bụi ha. Mình chưa, bạn nào muốn mình sẽ thổi bụi sẽ long lanh nha bạn. Hai biến áp nguồn. Hai tụ lọc nguồn rất to, có chữ Đờ Nông 71V và 15.000 microfarad kẹp trong một miếng đồng rất mới. Hai tản chạy nhiệt đen mun tương ứng bo mạch công suất phía phải, bên này sẽ có hai sò MOSFET, và bo mạch công suất phía trái, bên này cũng có hai sò MOSFET. Tổng cộng ấy chạy 4 sò MOSFET. Đây tăng phao phụ cung cấp nguồn cho phần rề, các bạn nhìn là như mới à. Đây có ba cầu chì bảo vệ nguồn, bo mạch công suất đầu ra, bo mạch tín hiệu đầu vào. Rất đẹp các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị nghe nhìn sưu tầm. Những dòng RE công suất khủng 360W rất đáng chơi nghe các bạn. Đặc biệt là các bạn ghép được nhiều dòng loa, những dòng loa nào cần công suất, những dòng loa nào cứng đầu đó, thì bạn mua cái con 2000 RE này về là đặc trị nghe bạn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc. Hẹn chiều nay mà sao không thông báo đến các bạn, con âm ly có model là Đờ Nông PMA2000RE là dòng đời cuối cùng trong series 2000 rất nổi tiếng của hãng Đờ Nông. Máy mình về tình trạng lai new, không tì vết, không vết lông mèo, không vết mùi đốt, tất cả còn nguyên sinh nguyên bản. Và con này mình cũng quay cho các bạn xem nội thất mặt sau, mặt dưới là tất cả còn như mới nghe các bạn. Máy bán ra mình cam kết nguyên sinh nguyên bản và vẫn bảo hành cho các bạn 3 tháng với giá rất tốt, chỉ là 25.900.000 đồng.
bạn nào có nhu cầu gọi cho mình số điện thoại 0903 747 111. Giá trên mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào cốt mình không bao ship. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Máy bán ra bao gồm một sợi dây nguồn và một cái khiển zin, các bạn chỉnh full chức năng, khiển nhôm, đúng đời của nó nghe các bạn. Rất cảm ơn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.